Thì như các anh chị đã biết, vào mùa mưa thì nó có rất nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là con tôm nó bị cái hiện tượng gọi là mềm vỏ, khó cứng vỏ. Đây là một cái điều mà rất quan trọng trong mùa mưa. Ngoài ra thì nó còn rớt cục thịt, ngoài ra nó còn căng thẳng, nó còn đục cơ. Thì đây là những cái vấn đề mà vô cùng khó khăn. Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Trần Quang Huy, một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Huy đã giúp cho hàng ngàn người có cái kỹ thuật để mà nuôi tôm thành công. Và hôm nay Huy rất là vui muốn gửi đến các anh chị các bạn một cái chủ đề nói về cái việc kỹ thuật nuôi tôm vào mùa mưa. Thì như các anh chị đã biết, vào mùa mưa thì nó có rất nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là con tôm bị cái hiện tượng gọi là mềm vỏ, khó cứng vỏ. Đây là một cái điều mà rất quan trọng trong mùa mưa. Ngoài ra thì nó còn rớt cục thịt, ngoài ra nó còn căng thẳng, nó còn đục cơ. Thì đây là những cái vấn đề mà vô cùng khó khăn. Một cái vấn đề khó khăn nữa đó là nước rất dễ bị sập tảo và trong nước, và nước rất nhiều lơ lửng. Thì đây là những cái vướng mắc, những cái khó khăn mà các anh chị gặp phải trong cái việc nuôi tôm vào mùa mưa. Thì làm như thế nào để các anh chị khắc phục được cái điều này? Điều đầu tiên, để giảm cái hiện tượng mà tôm chúng ta giảm cũng như là loại bỏ, hoặc là chúng ta phòng được ngay từ đầu thì rất là tốt. Thì cái việc mà chúng ta phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh. Như là phòng bệnh thì chúng ta hãy làm như sau. Đầu tiên nhất, các anh chị phải luôn luôn chú ý rằng con tôm của các anh chị khi mà mùa mưa ở cái giai đoạn từ 20 ngày cho đến 40 ngày là cái tốc độ phát triển của nó bắt đầu tăng cao, khả năng lột vỏ của nó rất là nhanh, có khi nó lột vỏ một ngày một lần đến hai lần. Cho nên điều này nó làm cho con tôm chúng ta phải cần một lượng khoáng rất là lớn. Khi mà nó cần một lượng khoáng rất là lớn như vậy, không những nó lột tự nhiên mà lột do sốc môi trường nữa, nó cần lượng khoáng lớn như vậy, thì các anh chị phải bổ sung cho nó bằng cách giữ cái độ kiềm phải trên 140, khoảng 140 đến 160. Như vậy làm như thế nào để giữ độ kiềm này thì các anh chị phải đánh cho Huy những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất, CaCO3 khoảng 20 kg, CaO khoảng 10 kg, phối nhau, pha chung với nhau các anh chị nha, kết hợp với mix 200, tức là trong đó nó chứa hàm lượng canxi và magie cũng như kali cao. Đồng thời bổ sung thêm cái ankalai đó là sodium bicarbonate. Mix 200 các anh chị có thể bổ sung 5 kg thôi, và ankalai các anh chị khoảng là 10 kg. Và 4 sản phẩm này các anh chị pha chung với nhau trong một cái thùng lớn và đánh nguyên sắt xuống dưới hồ luôn. Nhớ không được giữ sát lại, tại vì nếu các anh chị giữ sát lại thì nó dẫn đến hiện tượng là cái khả năng hệ đệm tăng nó rất là thấp. Nhưng mà không sao cả, có rất nhiều các anh chị bảo rằng là đánh nguyên sắt xuống làm nước dơ đục nước, không sao. Mùa mưa là cái mùa mà nước rất là dễ bị trong do sụp tảo, cho nên cái độ đục của sản phẩm nó cũng giúp cho cái ao chúng ta nó tăng cái độ đục lên thì nó tốt lên, chứ không có sao hết các anh chị ha. Nhưng được cái lại là gì? Thì điểm các anh chị tăng lên rất là nhanh, kiềm giữ rất là cao, và chi phí nuôi tôm các anh chị thấp. Tôm nó sẽ bị bớt cái hiện tượng rớt cục thịt cũng như là nó mềm vỏ, đúng không các anh chị? Thì cách đó là cách tuyệt vời nhất. Nhưng nếu tôm chúng ta nó bị thì thế nào? Nó bị mềm vỏ và nó rớt cục thịt thì chúng ta làm điều gì? Thì chúng ta phải đánh một cách tổng hợp và nhanh hơn, với cái cường độ đánh cao hơn. Đó là các anh chị đánh một cái loại mà Huy đang sản xuất ra, đó là loại siêu mịn, và để tăng pH cũng như là tăng canxi và địa điểm lên cao, đó là sản phẩm bung tex 30. Các anh chị có thể dùng nó 20 kg cho 1.000 mấy khối nước, kèm với lại white cell khoảng 5 kg cho 1.000 mấy khối nước, và sodium bicarbonate đó là ankalai 10 kg nữa cho 1.000 mấy khối nước. Các anh chị phối chung với nhau trong một hỗn hợp và tạt xuống ao nuôi sáng và cả chiều luôn, thì mới may ra có thể kéo pH lên cao và tôm cứng vỏ nhanh hơn. Trong trường hợp tôm các anh chị bị đục cơ, bị đục cơ và cong thăng, thì nó yếu tôm và có thể là bị rớt. Thì trong trường hợp này các anh chị có thể dùng sản phẩm Nano Herbal, một sản phẩm vô cùng tuyệt vời của công ty, nó dạng nước. Các anh chị có thể đánh là 2 lít cho 1.000 mấy khối nước vào buổi sáng 8 giờ và 8 giờ tối, cũng 2 lít cho 1.000 khối nước. Ngoài ra các anh chị trộn cho nó ăn với cái liều khoảng 10 đến 15 ml trên ký thức ăn xuyên suốt trong vòng vài ngày, ở tất cả các cửa khác nhau. Điều này sẽ giúp cho tôm các anh chị hạn chế tối đa cái việc đục cơ cong thăng trong cái mùa mưa này. Như vậy trong mùa mưa các anh chị chú ý bấy nhiêu đó cũng đã rất tuyệt vời rồi, về mặt sức khỏe của tôm. Còn về mặt môi trường là nước, thì nước tảo nó hay sụp và nó lợn cợn rất là lớn, cho nên đòi hỏi chúng ta phải giải quyết rất là nhanh. Để giải quyết nhanh hiện tượng này, có nhiều người dùng BAC nhưng thực sự không hiệu quả rất thấp. Các anh chị phải dùng cái sản phẩm CCF 5000 với cái liều lon của nó 1 kg, đánh cho 1.000 mấy khối nước các anh chị cứ trộn với cát xây dựng. Một lon như vậy trộn với 50 kg của cát xây dựng mà khô nha, đánh trước cái đầu quạt và chạy khoảng 45 phút, 20 phút, 45 phút và ngưng quạt lại, nó sẽ lắng xuống và các anh chị xi phong bỏ ra ngoài và thay nước lên đến 50% như vậy, liên tục như vậy trong vòng 2 ngày liên tục, nước các anh chị sẽ trong và mượn nước, không còn lơ lửng nữa. Đấy là những điều Huy gửi đến các anh chị hãy chú ý khi mà nuôi tôm trong mùa mưa. Các anh chị hãy xem kênh của Huy để các anh chị hiểu biết được nhiều hơn, giúp cho các anh chị nuôi tôm dễ dàng hơn. Và các anh chị không quên ủng hộ cho Huy bằng cách đăng ký, bằng cách comment những cái câu hỏi các anh chị để Huy được có cơ hội trả lời, và hãy share cái video này để cho nhiều người được biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.